Đây em chị ơi, đưa vào nhà em quay dưới ánh đèn một tí nha, cho anh chị tham khảo nè. Trắc đỏ đen nè, hàng vân già đanh nè. Đấy, nhiều khi lộn qua cổ xưa luôn anh chị ha. Hàng này màu khi nhìn nó còn đanh hơn hàng cổ xưa nữa. Anh chị thấy vân không? Hàng này mà lừa qua bán như cổ xưa thì vẫn nhiều người cũng khó biết ha. Trắc mà lừa được cái hàng vân veo như này nó khá đỉnh nha. Đó, về đanh luôn đây. Nó là vòng 18 ly, hai vòng 18 ly, vòng 16 ly đây. Sụn trắc này anh chị nhìn này, nó thấy cái chất sụn không? Nó đanh gỗ nên làm ra được cái màu thế này ha, cái này làm quay chỉ điện đây. Anh chị xem nè. Ủa, điện thoại em nó không có lấy nét như mấy điện thoại mới như sau này ha. Mấy cái điện thoại mới sau này nó lấy nét đó, nhìn rõ từng hột nó mới đẻ nha. Còn điện thoại em cũ đó, quay nên nhìn nó không có rõ nét, nhìn sẽ quay vô nó cũng hơi mờ. Nhìn mắt thực tế nó mới đẻ nha. Đây, vòng cảm long trục, vòng 18 ly đây. Không biết anh chị thấy rõ không? Cái điện thoại em nó hơi dở nha. Đó. Vòng 18 ly thì được đúng một vòng này chứ, nó không đủ thêm gỗ để làm thêm hai vòng nha. 18 ly, còn đây 16 ly nè anh chị. Vòng màu đỉnh không? Đấy, chắc sáng ha. Đó. Anh chị thích cái vòng này thì cứ đánh dấu cho em nha. Đây. Chất lượng anh chị. Hàng này đánh giấy bóng tự nhiên nha, không có phủ. Đó, chị xem nè. Đó, 1, 2, 3 là vòng 16 ly nha. Còn đây vòng 18 ly có một sợi duy nhất thôi, không đủ gỗ anh chị, làm hàng lựa mà. Nó tốn nhiều lắm, nãy video kia em quay đó, vụn rất là nhiều luôn. Bỏ cực kỳ nhiều. Đây, 3 vòng đúc trúc và một vòng sụn trắc. Hàng đỏ, hàng khá đen luôn á. Đỏ đen mà đen nhiều. Đây, vòng đúc trúc 14 ly, sụn cẩm, chun sụn luôn nha. Anh chị thấy cái hàng nữa, cái chị đen của nó, chị nhỏ nó rất là mịn không? Đây, anh chị thấy lựa cái hàng sụn vân màu rất khác hàng thị trường không? Nhìn cái chất chất gỗ thì thấy nó khác hẳn luôn nha. Anh chị phải nhìn thực tế. Còn em quay video thì nó hơi mờ. Anh chị nhìn mấy cái sụn trắc nè, nó đen mà nó lên nước đã lắm. Cái hàng này đeo vô mồ hôi nó thấm thấm thấm, nó đầm màu một tí nữa nhìn nó rất là hay nha. Đen theo kiểu mà đen đầm màu á, nhìn nó mượt lắm chứ không phải đen theo kiểu mà bị tối gỗ lâu ngày. Anh chị cần hàng nào có nhắn em sớm là được. Ủa, mà cái hàng trắc này nè như cổ xưa luôn á. Hàng này mà dễ cổ xưa thì thôi chứ khó mà biết luôn á. Đó, ngân hàng này có nhắn em.